Xin chào mọi người và các bạn. Mình đang đi ruộng, tình cờ mình thấy được cái ổ hồng gừng. Giờ mình cho mọi người và các bạn xem nó nha. Đây nè, ổ hồng nó chỗ này nè các bạn. Nó đóng ở trên cây cốc á, sau cái bụi chuối đó đó. Để mình đi từ từ tới nha. Cái này mà la lớn nó hay, nó chích chết luôn á, chạy không có kịp đâu. Các bạn thấy chưa? Nè, đó, thấy ổ hồng gừng bự không? Giờ để mình gọi gần tí nữa nha. Cái tàu chuối này nó cạn quá, để mình thò tay mình vẽ cho mọi người thấy rõ hơn nha. Hy vọng là nó không có gượt mình. Nhẹ nhẹ thôi, căng lắm đó. Đừng có chích tao nha ông ơi. Đó, được rồi đó. Mọi người thấy mình liều mạng không? Đó. Giờ thì mọi người thấy rõ rồi nha. Ông nó đang bay về đó. Thấy tình hình căng thẳng quá các bạn ơi. Mấy con ong nó sẵn sàng hết trơn rồi kìa. Hy vọng là nó không có gượt, nó chích mình. Giờ mình lại gần tí nữa nha. Mà sao ghê quá. Thấy mấy con nó quay đầu ra kìa. Ổ hồng gừng này là ổ hồng còn nhỏ đó các bạn. Có ổ to hơn nhiều lắm. Đó, ổ hồng này chưa có mật nhiều đâu. Cái túi mật nó nằm ở gần ở trên này nè. Cái chỗ xẹp xẹp và có cái khúc cong cong đó đó. Khi nào mật nhiều chỗ đó sẽ bầu ra. Nó bự lắm. Còn giờ chưa có mật nhiều. Còn ở dưới này nè các bạn. Ở dưới này chỉ là cái dề mà con của nó thôi. Không biết làm sao mà có cái ổ ong gừng này nó đóng thấp lè tè ở dưới nữa mình mới quay được, chứ bình thường ong gừng nó đóng ở trên cao lắm, không có quay được đâu. Nè các bạn thấy cái cốc này nó thấp chủng không? Đó. Tay mình đứng dơi tới đó, từ dưới đất lên ổ ong này từng những thước rưỡi nha các bạn. Mình đang đứng sau cây chuối núp, hy vọng là nó không phát hiện. Mà sợ nói chuyện à hơi ngồi nó bắt mùi được, nó gượt nó chết chết luôn. Để bây giờ mình đổi góc quay cho các bạn xem nha. Bây giờ mình qua chỗ bên này nè các bạn. Ở bên này nó, hồi nãy mình đứng núp sau cây chuối đó đó. Giờ mình qua đây nè, trống lỏng à, không có cây núp. Để mình lại gần tí nữa nha. Đó, ghê không? Rất là nhiều con ong. Con còn mới bay vào đầu. Ý. Thôi mình che ra. Nó quay vòng vòng nó kêu hu hu ghê quá. Bây giờ mình ngồi dưới gốc nhìn lên. Các bạn thấy ổ hồng đen xì luôn không?
không biết tại sao nữa. Không biết sao, mấy năm trở lại đây, quê mình ông gừng về nhiều lắm. Ngày xưa quê mình không có loại ông gừng này đâu, nếu có cũng ít lắm. Còn mấy năm nay á, ông gừng về nhiều lắm. Ngày xưa quê mình chỉ có ông ruồi thôi, là những con ông cũng giống ông này nè các bạn, nhưng mà con nó nhỏ hơn. Còn ông gừng này to lắm, nghe nói là ông này nó chích ghê lắm đó các bạn. Nó gượt chạy văng xuống mương nó vẫn còn chích luôn á. Nhìn mấy con ông ở ngoài nó dang cánh ra, nó sẵn sàng chiến đấu, mình ghê quá. Ông nhìn vậy đó mà không hiểu sao có mấy người lấy ông gừng chuyên nghiệp đó các bạn, người ta lại hùng hùng tí khói lên, xong cái ta dẹt mấy con ông ra, cái ta cắt cái bọc mật, ta bỏ vô xô vô bọc vô, hoặc là vô thùng gì đó, ta đem về. Ông nó không có chết con nào hết trơn á, mà không biết có bị chích không nha. Giờ mình liều mạng, mình đưa cái máy lại gần cho các bạn xem tận cảnh của ông nha, nhớ là đừng có ai la nha. Thì mình rút nhẹ ra, thấy nó manh động quá rồi. Mình cho các bạn xem lần nữa rồi mình đi nha. Cái bên có cái mương này các bạn, có gì mình phóng xuống mương mình lặn luôn. Bước lên lá chuối sạc sạc, nguy hiểm quá. Hay như chân lá chuối không à, gì nào nó nghe xào xào vậy đó. Nè, để mình núp sau cái chuối này, rồi mình đưa cái máy tới cho các bạn xem nha. Có mấy con rồng giò thám nó bay vòng vòng cái tay mình á, sợ thiệt á. Thôi bây giờ mình rút nha, tại đây nó hay hay rồi, quay cho mọi người với các bạn xem, chứ ở đây nói chuyện thì thào hồi thế nào nó cũng đánh à. Chào mọi người và các bạn, chúc mọi người và các bạn vui vẻ nha, tạm biệt.